Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Xiaomi có vừa tung ra một chiếc điện thoại có tên là Poco F1. Và đây là một chiếc điện thoại đã nhận được rất nhiều sự chú ý trong cộng đồng công nghệ của cả thế giới cũng như là Việt Nam. Và bởi vì sao? Bởi vì chiếc điện thoại này là chiếc điện thoại có chip Snapdragon 845, rẻ nhất từ trước đến giờ, thực sự là cực kỳ rẻ luôn. Phiên bản rẻ nhất của nó là 7 triệu đồng và phiên bản cao cấp nhất của nó là khoảng trên 10 triệu, gì đó thì mình không nhớ rõ lắm. Và mình nghĩ điều này thực sự là tuyệt vời, bởi vì người dùng chúng ta lại là người có lợi khi mà chỉ với mức giá là khoảng 7 triệu đồng thôi là chúng ta đã có thể được có một chiếc máy với một cấu hình cao cấp rồi. Thế nhưng mà cái điều mình lo lắng ở đây là khi mà chiếc máy này mang về thị trường Việt Nam thì chắc chắn có rất nhiều người nghĩ rằng nó sẽ là một sản phẩm cao cấp và sẽ so sánh nó với những sản phẩm cao cấp, vì đơn giản nó có chip Snapdragon 845. Và cái này, điều này là mình cảm thấy thực sự rất là hoang mang. Và mình cũng để ý rằng là có một cái như kiểu một cái trend ở trong cộng đồng công nghệ ở Việt Nam là chúng ta chỉ cần so sánh cấu hình thôi là có thể khẳng định được là máy này là cao cấp hay là không. Và trong video này thì muốn chia sẻ với các bạn về quan điểm của mình thế nào là một chiếc máy cao cấp và thế nào là một chiếc máy flagship nhá. Và trước khi vào video thì mình cũng muốn nói với các bạn rằng là video này không phải để chê Pocophone. Pocophone thực chất là một chiếc điện thoại tốt, cấu hình như vậy là một cái lựa chọn cực kỳ tốt trong cái tầm giá đấy. Thế tuy nhiên rằng là mình chỉ muốn nói rằng là các bạn đừng đánh đồng Pocophone là một chiếc điện thoại cao cấp và đừng đưa nó ra như một cái giải pháp cho những người đang phân vân giữa những chiếc máy cao cấp với nhau nhá. Ok, let's go. Rồi, ok, điểm đầu tiên để xác định được một chiếc máy có phải là cao cấp hay không đó chính là một phần chất liệu và chất lượng hoàn thiện. Thật ra chất liệu là một cái tiêu chuẩn mà chúng ta đã quên mất rồi. Trước đây thì nó là một trong những yếu tố quan trọng để được định giá xem là chiếc điện thoại này có phải chiếc điện thoại cao cấp hay không. Ví dụ như cái hồi mà Nokia 8800 thực ra tính năng thì nó không có gì nhiều, thế nhưng mà chất liệu của nó làm là chất liệu rất là cao cấp. Rồi chúng ta có những điện thoại là Vertu, Moviado, những chiếc điện thoại mà về tính năng chả có cái vẹo gì cả, cấu hình cũng cực kỳ yếu. Tuy nhiên nếu mà xét về cái mức độ đẳng cấp cũng như là về cái độ cao cấp của nó thì iPhone hay là dòng S hay dòng Note của Samsung ấy, nói thật là tuổi tôm, không bao giờ có sức mà so sánh được luôn. Mình nói cái này mình nói thật. Và có một lý do là vì sao chúng ta quên mất cái yếu tố chất liệu là một trong những yếu tố mà đánh giá một chiếc điện thoại cao cấp hay không, bởi vì đơn giản là điện thoại bây giờ nó khá là xem nhau về cái chất liệu. Máy giá rẻ thì có thể là làm từ nhựa này, rồi máy tầm trung rồi có thể làm được kim loại nguyên khối, máy cao cấp hơn sẽ là kính rồi khung kim loại các thứ, bla 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 các thứ này kia. Và đó cũng là lý do vì sao các bạn quên mất rằng là chiếc điện thoại cao cấp thì phải có một chất liệu cao cấp. Rồi cứ chưa kể đến chất lượng hoàn thiện nữa, ví dụ như là kính với khung nhôm, rồi khi mà nó được hàn vào với nhau thì nó có mượt mà hay không, cầm trên tay có bị cấn hay không, rồi những cái vết cắt diamond, rồi những cái chỗ như kiểu là lỗ loa, rồi lỗ sạc họ làm có tử tế hay không. Và đó là nhiều yếu tố cực kỳ quan trọng để xác định xem là một chiếc điện thoại nó thực sự cao cấp hay không, ít nhất là về bên ngoài. Cái thứ hai đó chính là chi phí cho R&D hay gọi là nghiên cứu và phát triển. Cái này nó cách dễ hiểu hơn là những đặc điểm riêng của những chiếc điện thoại cao cấp. Nó có những cái gì khác so với những chiếc điện thoại còn lại của thế giới và tại sao những điều đó lại làm cho nó trở nên cao cấp? Thì bây giờ mình lấy ví dụ điển hình nhá. Lấy hai ví dụ điển hình đi. iPhone 10 và Samsung Galaxy Note 9. Với iPhone 10 thì nó có khung bằng thép, chất liệu rất là cao cấp, mình đã nói phần đầu. Rồi nó có cả cái công nghệ Face ID và nó là hiện tại đang là hoạt động ổn định nhất trong tất cả Face ID mình đã từng sử dụng. Và nó có sử dụng công nghệ màn hình OLED uốn cong, tức là các bạn để ý phần dưới này, cái phần viền dưới của nó lại mỏng và đều so với cả viền hai bên cạnh, bởi vì nó sử dụng công nghệ rất là khó làm là màn hình OLED nó uốn cong xuống bên dưới. Đó là lý do vì sao chúng ta lại có một cái viền dưới trên iPhone 10 lại mỏng đến như vậy. Và tiếp theo đấy là Galaxy Note 9. Chúng ta có một chiếc máy với thân hình nó khá là mỏng này, chúng ta có bút S Pen kết nối Bluetooth, và bên cạnh đó chúng ta vẫn có thể nhét được một cục pin là 4000 mAh một cách an toàn vào trong chiếc máy đó. Và tất cả những cái điều đặc biệt này thì đều phải thông qua một giai đoạn gọi là R&D, nghiên cứu và phát triển, và chi phí cho những cái này thì không hề rẻ một chút nào. Các bạn cứ nghĩ rằng là cứ kiểu thiết kế ra vẽ ra một ý tưởng là các bạn nhét vào là nó hoạt động luôn, thực ra không có đâu. Người ta sẽ bỏ rất nhiều tiền ra để nghiên cứu và để xem rằng là liệu cái này có khả thi hay không, và liệu mà khi nó khả thi rồi thì nó có thể đưa ra thương mại hay không. Đó là cả một quá trình rất là lớn. Và một chiếc điện thoại cao cấp thì nó nên có một chi phí R&D lớn và nó nên có những cái đặc điểm mà nó là nổi bật hơn so với những chiếc điện thoại còn lại. Còn nếu mà không thì về cơ bản là những chiếc điện thoại mà không có chi phí R&D nhiều thì thường có thể là sử dụng những cái đã có sẵn rồi. Thế nên mình nghĩ rằng là những cái điện thoại mà không có chi phí R&D nhiều thì không nên được gọi là những chiếc điện thoại cao cấp. Rồi, và yếu tố số 3 đó chính là về vấn đề thương hiệu. Chắc nhiều ông lại nên bảo không, thương hiệu quan trọng gì, quan trọng là máy mà. No. Không có một doanh nghiệp nào ngu bỏ đi hàng nghìn tỷ, hàng trăm tỷ, hàng triệu tỷ đô la vào trong cái việc phát triển thương hiệu cả. Nếu mà cái việc mà phát triển thương hiệu không quan trọng ấy thì có không bao giờ các bạn nhìn thấy những cái quảng cáo ở trên biển báo, rồi những cái chương trình tài trợ trên TV, hay là những chương trình từ thiện, hay là kiểu phát các thứ bla bla cái thứ này kia các bạn nhìn thấy xung quanh. Đấy là những cái việc họ phát triển về thương hiệu. Và khi mà một thương hiệu nhận được nhiều sự yêu mến của mọi người thì đồng thời các sản phẩm của nó cũng được đánh đồng kèm theo cái thương hiệu luôn, tức là mức độ uy tín cao hơn, nhiều người sẽ suy nghĩ về cái thương hiệu đấy khi mà lựa chọn máy hơn.
Mình hiểu rằng là thương hiệu nó cũng chỉ là một yếu tố khi chúng ta chọn máy thôi, đặc biệt là với những anh em mà gọi là biết về công nghệ như là những người đang xem video này hoặc là ở trên một số những cái diễn đàn công nghệ khác. Thế nhưng mà các bạn phải hiểu rằng là chỉ có 20% những người như chúng ta thôi là những người mà biết đọc thông số, hiểu máy này là để làm gì. Nhưng chỉ còn 80% người còn lại thì khi mà họ đọc những cái thông số về chip và RAM ấy, họ không hiểu gì đâu. Họ chỉ quan tâm vấn đề là máy này là của hãng nào và cái hãng đấy nó tốt hay là không. Cái chữ thương hiệu ở đây nó giống như là một cái văn bản đảm bảo cho chúng ta về cái vấn đề bền này, chữ tín này, cũng như là đảm bảo là chiếc điện thoại này sẽ được sử dụng một cách lâu dài. Bởi vì những người khác đã nói về nó như thế rồi, và những người dùng phổ thông thì họ sẽ tin rằng là à, khi mà tôi chọn chiếc điện thoại này và nó thực sự là cao cấp thật, và nó cũng sẽ đảm bảo tôi rằng là chiếc máy này là nó cao cấp xịn, chứ không phải là cao cấp cái kiểu mà đều dùng được 1-2 năm xong vứt, không. Khi mà một người bình thường khi mà lựa chọn sản phẩm thì họ sẽ suy nghĩ như vậy về vấn đề thương hiệu. Đối chiếu sang những ngành hàng khác kiểu dạng như là thời trang thì chúng ta cũng có những cái thương hiệu kiểu dạng như là Gucci, Louis Vuitton, là Hermes, các thứ này kia. Thì thật ra chất lượng sản phẩm của nó có tốt, thế nhưng mà về cơ bản thì tác dụng của nó chỉ đơn giản để mặc lên người thôi, đúng không? Thế tại sao lại rất là đắt? Đó là vì thương hiệu. Đó. À, rồi thậm chí là ví dụ như là giả sử như ô tô đi. Tại sao các bạn không mua một cái ô tô Trung Quốc nội thất để có thể tương đương với một con BMW, rồi máy móc cũng thế, mà các bạn phải lựa chọn một con BMW với mức giá gọi là cao rất nhiều lần. Đó là về vấn đề thương hiệu, đúng không? Thương hiệu là một cái đảm bảo về sự tín nhiệm cũng như là về cái sự tin tưởng của những người dùng khác đối với thương hiệu đó. Và người dùng phổ thông sẽ sử dụng yếu tố này gần như là đầu tiên khi mà lựa chọn một chiếc điện thoại. Rồi, và đó là chia sẻ của mình về một chiếc điện thoại cao cấp. Thật ra video này mình làm không phải để nói rằng là cái Poco F1 đấy là nó không tốt. Thế nhưng mà thực sự chúng ta không nên xếp nó vào cái thương hiệu gọi là điện thoại cao cấp chỉ vì đơn giản nó có chip Snapdragon 845 cùng với 6 hay là 8GB RAM. Mà thực ra thì nó chỉ nên là một chiếc máy tầm trung có cấu hình cao. Vậy thôi. Và khi mà có một người nào đó muốn hỏi bạn là tư vấn mua máy trong cái tầm giá gọi là cao cấp thì mình nghĩ rằng chúng ta không nên đưa chiếc điện thoại này vào. Dù là mức giá của nó có rẻ và cấu hình nó có tương đương với những chiếc flagship kiểu dạng là 20-25 triệu hay chăng nữa, chúng ta không nên đưa vào bởi vì đó là một sự so sánh khập khiễng. Và đó là ý kiến của mình thôi. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc Pocophone này, và các bạn nghĩ rằng là nó có thực sự là một chiếc flagship killer trong tương lai hay không? Hãy chia sẻ cho mình biết ở phần comment ngay phía bên dưới nhá. Còn bây giờ mình phải kết thúc video rồi. Cảm ơn anh em chú ý theo dõi. Nếu thấy hay thì đừng quên like, share cũng như là subscribe. Còn bây giờ thì peace, xin chào và hẹn gặp lại.